Alo, có phải nhà chim gáy không nhỉ? Dạ đúng ạ. À, chú ấy đâu rồi? Tôi gặp chú nha. Đâu? Tại đây ạ. Thế à? Ừ, ông chồng. Vâng, bác ạ. À, bác ăn, nó cũng nhảy lên tay, bác ở dưới Hà Đông ấy, nó nhảy lên tay, nó ăn rồi. Ừ. Vâng. Thế đôi chim ấy, nó mang xuống ấy. Ừ. Vâng. Thì tức là đúng là mình phải bỏ đói rồi thì nó mới theo mình. Vâng. Đấy, Còn thì nếu... bác là một khách hàng mà mới đầu bác cũng rất là như nào đấy, nhưng mà bây giờ là bác đã mua một đôi chim của cháu Thao ở trên Ba Vì đúng không? Đúng rồi, Thì đấy, em bây nói giờ bác phát biểu cái cảm tưởng là cái con chim, đôi chim đấy nó có đẹp không? Là một, nó thứ hai đẹp, là bây và giờ hai nữa nó... là mình thò tay vào nó thế là cho ăn xong nó giữ nó nhảy ra khỏi lồng, nó nhảy lên tay luôn, xong là Vâng. một con ăn xong con kia tranh nhau luôn, Vâng. thế mà nó rất tình cảm. Thế nhưng mà Vâng. đúng là đề phòng nó phải bay, thế là tớ phải cắt cánh thì đã kia cho nó bay. Rồi Thực với ra cái này thì bác mà nó không muốn cắt thì bác để vào cái phòng kín, chỉ trừ trường hợp nó giật mình hoặc là mình không tập luyện cho nó thôi, chứ còn về cơ bản là chim của cháu thì ở trên này cháu cứ bón từ lúc nó còn nhỏ mà nó thuần. đấy, thế con này nó được khoảng phải được hơn 1 tháng rồi nhỉ, đúng không? Vâng, nhưng mà bác thấy hình thức về sơ bộ là giống chim Đúng và rồi, mọi thứ giống rồi, là có được không? kiểu dáng đẹp rồi, nhưng mà người ta nói là cái đôi mã ngỗng phấn hồng ở dòng thổ thì bây giờ bà cháu chọn cho ta một đôi như vậy đi, mã ngỗng và phấn hồng và dòng thổ đấy, một đôi đặc Vâng. biệt đi, nếu mà Vâng. có thì báo cho ta, thì lúc nào ta cũng tiếp tiếp nhận một đôi ấy nữa. Cái đôi này mới chỉ là thổ thổ đồng phải không? Vâng. Ừ. Cái mã ngỗng có không? Có thì bác đặt thì cháu lại bón cho bác, đến lúc nó thuần thuần như thế thì cháu Thế là chuyển mã ngỗng tức là giống nó to hơn đến. phải không? Giống nó to và cái người nó sẫm sẫm như cái màu, nó gọi là màu ngỗng, có nghĩa là màu xám sẫm. Đấy. Thế thì ở đây bác nuôi lởm khởm mấy con thì nó cũng chẳng đâu vào đâu. Thế sau nếu mà cái này nó được lên thì mình sẽ giải tán hết cái đội lật lật vào đấy đi. Những cái Đẹp đấy. con mã ngỗng phấn hồng thì là cái đuôi người của nó hình bắp chuối này, ngực của nó hồng này, đầu của nó phớt phớt xanh, và phần dưới gầm chỗ cái phần lông đuôi ở dưới gầm gầm chỗ đằng đuôi của nó là nó có cái màu màu xám, gọi là đầu đầu xanh đít xám. Vâng, thì những con đấy là chim giống, nó thực dạng là giống quý ấy. Nó giọng rất hay mà mã rất đẹp. Thế thế bây giờ một cái đôi mã ngỗng như thế là có, gọi gọi cho bác nhá, ghi vào số nhá, Vâng. mã ngỗng phấn hồng rộng thổ đấy, Vâng. lấy cho bác Thế trước một mắt đôi là nhá. cháu cũng đã lấy được cái niềm tin của bác từ cái đôi này đúng không? Được rồi, được Đấy, rồi. bác là một khách hàng ở ở đâu nhỉ? Ở chỗ nào nhỉ? Cháu Hà Đông, Hà Đông. Hà Đông, Thế bảo Hà cháu Đông. chỉ nhớ là bác là cao tuổi rồi thôi. Bác thương binh đấy, À, Thương Minh à? Đấy. thương binh. Đấy, mặc dù là bác cũng chưa biết cháu, nhưng mà khi chúng cháu đã nhìn nhận là bác cao tuổi, chúng cháu cũng cố gắng là làm sao. Đấy, bây giờ bác bảo là cho thóc ở trên tay là nó đến nó ăn và nhìn Và hai cho cái cắm con gà nó mổ nó rũi rũi như là cái kiểu chim. Vâng. con vịt nó sụp nó ăn một À, khối. thì đấy là từ từ đó thì bác có được cái niềm vui từ từ cái cặp Em vui chim mà. mà cháu Thế đang nên lo là lắng bây giờ đó. bác dành thời gian cho nó, hơi bị nhiều Vâng. mất thời gian. Tốt, Nhưng mà tốt, nó tuổi vui. các bác bây giờ vui là chính. Bác là còn là nhà thơ đấy, bác nhà thơ in Vâng. đầy thơ trên báo chí đấy. À, vâng. À. Bác tên ở trong trong trang phê của bác là Nguyễn Nguyễn Khoái, là Khoái Nguyễn này. À, bác tên là Nguyễn à? Khoái Bác Nguyễn Thái là trai. Nguyễn. Vâng. Thế là trước kia bác công tác với lĩnh vực gì ạ? Bác ở trong quân đội, À, bây giờ là mình cũng hưu rồi đúng không bác về hưu, bác ở ạ? khu khu đô thị Park City này. Vâng. À, hai con chim này mà bác nuôi đến lúc nào mà nó gáy rồi thì phải nói là rất hay và nó rất thuần. Vâng. Bố bố mẹ nó gáy hay à? Bố mẹ gáy rất hay mà nó rất đẹp. Đấy, con cháu còn bác cứ Cái yên giống này tâm. nó ở ở vùng nào là chính? Đấy, Giống như giống Ba giống Vì đấy ạ. Ba Vì hả? À thế. Vâng. Thế còn cái phấn hồng thì nó ở Phú Thọ. Không, ở đâu thì cũng có giống thế, nhưng mà khi mà những người người ta biết lọc lại những con giống tốt thì người ta gây giống ra thì đấy là đúng, chứ còn thực ra chim bây giờ như bác cũng dễ mua giống tốt của cháu thì mai những người người ta mua thì người ta cũng gây ra được thôi. Vấn đề là mình xác định được cái giống mà mình duy trì những cái giống tốt. Cái đôi này thì khoảng 1 năm sau nó đẻ được không? Một năm là nó đẻ bác ạ.
Vâng, cái con đực của nó tầm 6 tháng là nó đã trưởng thành lắm rồi, nhưng mà cái con mái thì nó phải tầm 8 tháng, 1 năm nó bắt đầu nó mới chín giống. Thế thì bác cũng đã bắt đầu đi tậu con chim 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 Nhật về để cho nó có thể làm quen dần. Nhật thì cháu cũng có, nếu mà bác mà tốt nhất là lúc nào mà bác nó đẻ thì cháu để cho bác một đôi bố mẹ Nhật thì là nó về nó đẻ ngay. Và như bác không muốn, một là khi Nhật thì nó luôn luôn thuần rồi, thứ hai là bác đã tin Tức tưởng là khi nào nó gần đẻ thì ta gọi mang cho đấy. Nam đôi chim Vâng. Vâng, Nhật thì về. hoặc là bây giờ bác có thể nuôi từ lúc bánh đẻ này thì cháu cũng bớt cho bác một đôi nó rất là đẹp, thì nó đẹp lắm, loại chim ấy thì nó thuần nó đẹp. Vâng, thì vấn đề là bác xem phương án nào nó phù hợp với bác thôi, chứ Rồi còn. thôi, cứ cứ chọn cho bác đôi mã ngỗng màu phấn hồng nhá. Vâng. Chứ được thì khoảng thời gian khoảng mấy tháng. Không, hiện giờ thì nhà cháu thì nó rất nhiều chim, vấn đề là để cho nó cứng cáp đẹp đẹp lên một tí thì cháu Đấy, mà bác mai bác đang nghĩ để một đôi cháu mã ngỗng phấn hồng, khi thực được thì gọi cho ta. tế là có thì báo cáo với bác Nguyễn luôn là bây giờ cháu sẽ nhượng nhượng cái đôi mà cháu cháu đang gột làm bố mẹ hậu bị của cháu ấy, là nhượng là có thể là bác lấy ngay được ngày mai. Thế cháu có một số lượng như thế ở dưới 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 vườn chim, dưới trang trại chim ấy, nó to nó đẹp rồi, nó trưởng thành tăm tăm rồi thì cũng tốt thôi, thì mình muốn là nhượng cho khách thì mình lại phải gây lại thế hệ tiếp theo thì cũng là tốt đấy, thì để mai cháu xem là Nhưng mà giá vừa vừa phải, cái lương bác cũng hợp lý, nhưng nó không không thấy rộng rãi lắm À, cho thì cái lắm. này là tùy bác thôi, tại vì bác đã đặt cái tiêu chí như thế là chúng cháu cũng muốn là làm sao là người mua với người bán là cũng phải thoải mái, tiền nào của đấy thì chúng Bác cháu có một cái tầng 4 này, bác cũng dành một gian để bác nuôi. nếu mà bác mà có Zalo á thì cháu có thể gọi video trực tiếp cho bác thì bác Tôi nhìn có bác thích Zalo liền. mà, Zalo Khoa Nguyễn đấy. À rồi, Khoái Nguyện đúng không? Ở Thế trong cái Zalo phần của bác là đăng ký bằng số này cái không 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 gì? một hai hai bốn À, để bác ấy đi, bác đọc cho cháu cái số để cháu kết không một hai nối hai Zalo bốn một năm ba một tám bảy lúc nào để mai nắng ráo ấm này cháu gọi video trực tiếp xong cháu cho bác nhìn, bác ưng thì cháu chuyển, còn bác không không ưng thì nó đúng không? không một hai hai bốn nhé, 153 187. Ừ, đây để cháu ghi vào đây. À, 01 224 224 153 153 187 157. 153 187 Nguyễn Khoái đấy. Vâng, được rồi rồi, thế thì để cháu lúc nào ấy thì cháu gọi cho bác bằng cái Zalo thì bác nhìn trực tiếp thì bác xem có ưng không. Rồi. Vâng. Tức là đôi mã ngỗng phấn hồng thì phải không? Mũ phấn hồng. Vâng. Rồi, Vâng. Thế bác nhá, thì có đấy gì cả, các bạn chào. vâng.